Vậy thì giờ này đã có ai đang bên cạnh em? Hắn có nghe những nói đâu em còn chưa thể quen. Em tìm điều gì khi mà đêm xuống? Bên em là ai? Mình kể và làm những gì mình muốn đi. Không anh là ai? Vì sao giọng lại kia vẫn nói khi em bên người mới? Hắn có cố níu giữ khi anh tìm em khắp nơi? Em cần điều gì khi mà đêm xuống? Bên em là ai? Lòng thật lòng xem mình đã muốn gì? Không anh là ai? Quên hết nỗi buồn hôm đó, quên cái cách em đã từng hôm đó. Em cứ đến bên anh ta thích chuyện trò đừng đắn đo. Nghe người ta kể em được chiêu lắm, sao em thành nói không có thì buồn. Nghe người ta nói thương em nhiều lắm, mà lúc em bệnh không biết gì luôn. Anh ta lúc em đâu có về đâu, có bao giờ nói vậy đâu. Uống say rồi tới quậy, em đâu muốn yêu người như vậy đâu. Đứng dưới đèn đỏ anh dám la to, có yêu em không nó cũng chả rõ. Nếu em là vì chân không calo thì anh dám thề nhai luôn cả vỏ. Anh nhớ lần trước mà em gọi anh, em cũng dữ lắm mới từng quen nó. Anh ta xem em là một tội danh, anh yêu tất cả những gì em có. Nó nhắn tin em này mà em không thèm xem, có khi nên hoan hỷ nhưng mà lần thứ mấy rồi em. Anh ta phớt lờ em, anh không phớt lờ em, anh ta phớt lờ em để anh lấp vì em. Giờ này đã có ai đó bên cạnh em, anh có biết những nỗi yêu em còn chưa thể quên. Em tìm điều gì khi mà đêm xuống? Bên em là ai mà kể và làm những gì mình muốn đi? Cùng anh là ai? Phải xa dòng lại kia vẫn trong đầu in ỏi, xin hãy buông tha cho cuộc tình này đã qua chơi đây.